Vừa rồi thì tôi đã hỏi về màn trình diễn của Samin Swin trong trận đấu ngày hôm nay. Anh ấy nói rằng anh ấy đã khởi đầu khá chậm chạp, không được như mong muốn, nhưng huấn luyện viên vẫn tiếp tục tin tưởng vào Samin Swin, và sau đó thì phong độ của Samin Swin đã trở lại để giúp anh giành chiến thắng. Sau đó câu hỏi là đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, khoảnh khắc quyết định mang tới chiến thắng cho Warriors ngày hôm nay, thì Samin Swin nói rằng đó là tình huống mà Trương Hoàng Trung đã có pha block ở bên phần sân nhà trước Jeremy Smith, và sau đó thì đội bóng của anh đã có những pha xử lý tốt để mang về thêm các điểm số, xây chắc chiến thắng ngày hôm nay, chiến thắng với tỷ số là 80-77. Và sau trận đấu chúng ta hãy cùng có những chia sẻ với chuyên gia của chúng tôi, huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh. Vâng, chào anh Vinh. Đúng như anh đã dự đoán, đây là một trận đấu rất khó khăn, rất khó đoán, và phải chờ tới những khoảnh khắc quan trọng của những cầu thủ xuất sắc nhất thì chúng ta mới tìm ra được người chiến thắng. Anh đánh giá thế nào về nửa sau của trận đấu này? Vâng, nửa sau trận đấu này thì là đánh dấu cái dấu ấn của tầm quan trọng của Local. Trong khi Thăng Long Rail họ có những nhân tố có thể ghi điểm được, ví dụ như là Thái Hưng có một pha lên rổ gần cuối trận, hay là Châu Hoàng Trung có một pha block Jerry Smith, cũng như là Thái Quang và một cầu thủ trẻ mới có 17 tuổi thôi nhưng mà đánh rất là tự tin và cuối đã có được cho mình 9 điểm. Vâng, rõ ràng là Thái Quang hôm nay đã khiến chúng ta phải cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ này tôi gần như không nhầm là sinh năm 2006. Vâng. Và anh ta đã thi đấu không đúng với tuổi một chút nào. Không phải là một cầu thủ để tin đâu, mà tôi cảm giác như cậu ta không phải lần đầu tiên thi đấu tại VBA, mà là cầu thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi, rất tự tin, rất đàng hoàng, rất đĩnh đạc. Một phong thái cho thấy đây sẽ là một ngôi sao tương lai. Vậy thì với đội chiến thắng đó là Thăng Long Warriors, anh đánh giá thế nào? Samin Swin một lần nữa lại là cái tên mà chúng ta phải nhắc tới. Anh ta thi đấu quá ấn tượng ở những thời khắc quyết định. Vâng, Samin Swin có một khởi đầu chưa được tốt, cậu ấy không có nhiều khoảng trống, và lúc đó cậu ấy lựa chọn những tình huống đi vào rổ nhiều hơn. Nhưng sau đến nửa cuối của hiệp 4 thì cậu ấy đã dừng lại và ném trung bình nhiều hơn, cũng như việc là ném ba nhiều hơn. Suy ra là cái độ hiệu quả của Samin Swin tăng lên rất là nhiều. Với Jeremy Smith, anh ta ngày hôm nay vẫn là cây ghi điểm số 1 của City Wings, là cây ném hiệu quả nhất trên sân. Nhưng vấn đề là đội bóng của anh không thành chiến thắng. Vậy lý do tại sao? Anh Vinh có thể chỉ ra được không? Vấn đề của City Wings là gì? Nhận định là City Wings vẫn đang dựa quá nhiều vào Jeremy Smith và Vincent. Chúng ta cần, City Wings cần Amir Williams nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế nữa. Không chỉ là 6 block hay là 13 rebound hay là 11 điểm. City Wings cần Amir trong một trận tấn công nhiều hơn một chút nữa. Vì sao? Vì tất cả các bóng bây giờ đang phụ thuộc vào Jerry Smith quá nhiều. Jerry Smith đã có đến 23 tình huống tấn công và Vincent đã có 19 tình huống tấn công rồi, trong đó là Amir Williams chỉ có 8 tình huống tấn công thôi. Tôi nghĩ là City Wings cần một sự thay đổi. Và một cái cuối cùng nữa là local của City Wings cần step up lên nhiều hơn một chút nữa. Vâng, đó là những vấn đề của City Wings ngày hôm nay. Trong khi đó thì Warriors thì họ đã thể hiện sự bản lĩnh ở điểm quyết định để mang về chiến thắng. Với thắng lợi này thì giống như Saigon Heat, Thăng Long Warriors cũng đã có hai chiến thắng liên tiếp, và họ sẽ cùng chia sẻ ngôi đầu cùng với Saigon Heat. Một trận đấu rất hấp dẫn, và chúng ta đã trải qua 4 hiệp đấu rất khó quên tại nhà thi đấu Cầu Giấy, và chúng ta còn gặp lại nhau ở những ngày tiếp theo của VBA 2023. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh với những chia sẻ rất là thú vị của anh ngày hôm nay. Vâng. Và quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua một trận đấu thực sự là rất đáng nhớ tại VBA 2023. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Vẫn còn rất nhiều diễn biến hấp dẫn tiếp theo của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2023 sẽ có trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Hãy cùng đón xem những trận đấu tiếp theo mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong những ngày tới đây. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.